nó to, nhưng thực ra các nhiệm vụ quân chỉ huy rất đơn giản. Chỉ huy thì quan điểm của tôi là phải ba cùng với cán bộ chiến sĩ, ăn cùng, ở cùng, làm việc cùng. Và đối với tư cách chuẩn mực của người chỉ huy thì đầu tiên trong cơ quan là người chỉ huy, sau người chỉ huy thì mình là bậc chú, bậc anh của đàn em đi sau, thì mình sẽ dạy hết những cái kỹ năng, kiến thức của nghề đó mình đã được học cho đàn em, để cho đàn em trưởng thành. Và đặc biệt trong công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thì cái tối quan trọng là tính đoàn kết gắn bó sát sườn với nhau, để làm sao trong khi vào trận chiến nó rất nhiều cái tiếng động ồn ào thì có thể thấu hiểu nhau, nhìn qua ánh mắt và nhìn qua động tác đã hiểu nhau muốn gì rồi. Và thậm chí khi thấy rủi ro, đồng đội đi trước rủi ro thì người đằng sau phải sẵn sàng lao lên để cứu đồng đội phía trước. Ngoài trách nhiệm cứu đồng đội ra thì các đồng đội còn lại phải hỗ trợ cứu người dân và di chuyển tài sản. Thì đấy là yêu cầu một cái tính đoàn kết cực kỳ chặt chẽ trong cộng đồng phòng cháy cháy thì sẽ mọi việc sẽ thành công. Còn đối với chỉ huy thì khi mình có đủ kỹ năng, đủ trình độ và đủ thâm niên công tác và cảm thấy được tín nhiệm giữa cộng đồng cán bộ chiến sĩ và được lãnh đạo cấp trên công nhận thì đương nhiên sẽ được chỉ huy. Và người chỉ huy đó sẽ làm tốt dựa trên cơ sở như tôi đã nói, truyền đạt kiến thức thực tế, kiến thức học vấn cho những đứa đàn em đi sau, đảm bảo mối đoàn kết nội bộ đơn vị thì áp đơn vị sẽ thành công và mọi việc sẽ được giải quyết.